xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Văn Hóng Vlog và mình là Văn Hóng Lazada. Và sau cái vụ lùm xùm mà Shopee bị tố là bán cái đồ chơi, cái bản đồ mà lắp ghép thì có cái đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc, thì rất nhiều các cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra và xử lý cái hành vi vi phạm của một shop trên Shopee. Và thực ra thì cái việc đó thì là một cái sự cố hết sức đáng tiếc. Tuy nhiên thì dư luận đang dấy lên một cái câu hỏi về những cái nguồn gốc hàng hóa xuất xứ trên các cái sàn thương mại điện tử như là Lazada, Shopee. Và trên đó thì có rất nhiều các cái mặt hàng hàng hóa và có rất nhiều cái thương hiệu lớn như là Adidas hay là Chono hay là Dior thì có thể mua được với giá rất là rẻ luôn. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về cái chủ đề này. Nước hoa Chanel, giày Nike, giá bèo trên Lazada, Sandal và Shopee. Nước hoa Chanel, giày Nike, Adidas, Fila, Converse trên Lazada, Shopee, Sandal có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, trong khi hàng chính hãng không bao giờ có giá dưới tiền triệu. Từ sự việc một đối tác trên sàn thương mại điện tử Shopee bán bản đồ đồ chơi dành cho trẻ em có đường lưỡi bò vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam khiến dư luận xôn xao, và nhiều khách hàng không chỉ phàn nàn về trách nhiệm quản lý đối với bán hàng mà còn bức xúc về hàng loạt phiền toái khi họ gặp phải từ các trang thương mại điện tử lớn ở Việt Nam như là Lazada, Sendor hay là Shopee. Ma trận sản phẩm mang danh hàng hiệu. Trên các trang Lazada, Sendor, Shopee, khách hàng có thể lựa chọn mua bất cứ loại hàng hóa có giá trị từ vài triệu đến vài chục triệu như điện thoại, máy tính xách tay, máy ảnh, xe máy đến hàng hóa có giá trị thấp hơn như là thời trang, mỹ phẩm, hàng gia dụng, bách hóa tổng hợp sử dụng hàng ngày. Và chỉ cần ngồi tại nhà và nhấn vào nút đặt mua, các sản phẩm này sẽ được mang đến tận nơi. Thậm chí khách hàng không phải chịu phí vận chuyển nếu như giá trị hàng hóa vượt một số ngưỡng cố định thì từ người bán hàng. Và tuy nhiên, với ma trận các sản phẩm được quảng cáo và bày bán trên các trang thương mại điện tử này thì khách hàng rất là khó để phân biệt được đâu là hàng thật, hàng chính hãng và lựa chọn đối tác nào cung cấp để mua hàng. Riêng sản phẩm nước hoa Chanel trên Sandal đã có đến vài chục đối với đối tác cung cấp với đủ các mức giá chỉ từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng. Thậm chí nhiều lọ chỉ có giá từ 40 đến 50 nghìn đồng nhưng được quảng cáo là hàng chính hãng sản xuất tại Pháp và xách tay về Việt Nam. Trên Lazada, Shopee, các thương hiệu giày thể thao nổi tiếng thế giới như là Converse, Adidas, Nike, Fila với giá bán chỉ từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng. Cá biệt một số sản phẩm chỉ có giá hơn 100 nghìn đồng, trong khi đó giá bán tại cửa hàng phân phối chính thức của các thương hiệu này ở Việt Nam thì giá từ 1 đến vài triệu đồng một đôi. Tùng Nguyễn, sinh viên Đại học Khoa học Số và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã từng mua một đôi giày Converse tại Lazada với giá chỉ hơn 200 nghìn đồng. Mua hàng mới nhưng đôi giày chỉ mang được khoảng một tháng là bị hư. Thật sự thì lúc đó mình không biết giá đôi giày chính hãng là bao nhiêu nên mình mới bỏ ra cái số tiền đó để mua trên Lazada. Tuy nhiên thông tin giới thiệu về đôi giày lại là hàng xuất khẩu chính hãng. Lazada nên siết chặt quản lý hơn, nhất là các thương hiệu nổi tiếng để khách hàng không nhầm lẫn. Tùng có chia sẻ với phóng viên. Không chỉ riêng mặt hàng thời trang, nhiều mặt hàng phụ kiện điện thoại được bán tại trang này cũng rất là khả nghi về nguồn gốc. Nam sinh viên nói không thể nào một bộ tai nghe, một bộ cáp sạc điện thoại của các hãng nổi tiếng như là Samsung, Apple, Sony lại có giá chưa đến 50.000 đồng một sản phẩm như trên trang Lazada. Tuổi trẻ rườm rà nên nhắm mắt làm ngơ. Không chỉ chịu rủi ro mua hàng không rõ nguồn gốc, nhiều người còn gặp những tình huống dở khóc dở cười về chất lượng sản phẩm khi mua sắm qua các kênh thương mại điện tử, nhất là các đơn vị phân phối hãng là đối tác của các kênh. Anh Huỳnh Tịnh, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh kể do lùng khắp các cửa hàng phụ kiện để mua một chiếc cái áo nhân ngày sinh nhật của mẹ vẫn không có, nên anh đã thử tìm trên Lazada như bạn bè giới thiệu. Và cuối cùng anh đã ưng ý một chiếc cái áo với giá hơn 100.000 đồng và quyết định đặt mua. Và sẽ không có gì đáng nói nếu như chiếc cái áo này có thể sử dụng được. Vấn đề là do sản phẩm nhỏ nên tôi đã không xem xét kỹ khi nhận hàng, và hôm mang đến tặng mẹ mới tá hỏa chốt cái áo của sản phẩm khi đính lên chiếc áo là quá ngắn và không thể cài được, anh Thịnh chia sẻ. Anh Thịnh cho biết đây đã là lần trải nghiệm đầu tiên khi anh mua hàng thông qua các kênh thương mại điện tử. Anh nói trước đó là vốn không tin tưởng vào cái hình thức mua sắm này do không biết đổi trả, bảo hành như thế nào nếu sản phẩm bị lỗi hay là hư hỏng. Vì vậy đây là lần đầu tiên cũng như sẽ là lần cuối cùng anh mua hàng từ các cái trang như này. Tương tự, anh Quân cũng chia sẻ anh có mua cùng lúc
hai mũ bảo hiểm trên trang thương mại điện tử này. Và do bận đi làm, người thân ở nhà nhận hàng giúp, nên khi về kiểm tra, anh Quân phát hiện ra là cả hai chiếc mũ đều bị sứt ở đường viền. Phần lưỡi chai che nắng phía trước cũng bị nứt. Anh cũng nghi ngờ cái vật liệu, chất liệu làm ra mũ là hàng dởm, nên đành bỏ của. Và vì đã chót mua sản phẩm về, mua hàng trên các trang thương mại điện tử như là Lazada, Shopee, Sendor, không hiếm trường hợp ngay từ khi mới mua sản phẩm nhưng đã không thể sử dụng được như là anh Thịnh, anh Quân. Tuy nhiên vì cho rằng số tiền bỏ ra là không quá cao và trong khi thủ tục đổi trả khá là rườm rà nên những khách hàng này đã nhắm mắt làm ngơ và không khiếu nại. Và rút kinh nghiệm, anh Tuấn, một người đã từng gặp rắc rối về chất lượng sản phẩm từ kênh thương mại điện tử, cho rằng khách hàng nên cân nhắc việc mua các sản phẩm là thiết bị điện tử. Đây là những sản phẩm có khả năng bị hỏng hoặc là lỗi kỹ thuật rất là cao, việc bảo hành cũng rất là rắc rối và tốn thời gian, vì hàng sau khi trả lại các trang sẽ chuyển ngược lại cho người bán. Nếu trong thời gian của bảo hành hay là đổi trả mà bị hai lần trở lên thì coi như là vứt luôn khỏi dùng, anh Tuấn chia sẻ. Và tương tự, anh Khôi, một người rất là thích sắm hàng online, cũng cho biết mặc dù kiểm tra thông tin rất là kỹ, tham khảo bình luận của những người từng mua hàng, nhưng anh cũng đã dính một vài phốt, một vài vụ. Anh nói trong trường hợp mà giao hàng không đúng như quảng cáo, hàng lỗi nhưng mình không phải là người nhận hàng thì việc đổi trả rất là khó khăn và tốn thời gian. Khách hàng này cho rằng dù là thợ chợ điện tử nhưng mà cũng nên có chính sách riêng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bởi hiện nay hình thức mua sắm này là tiện lợi và ngày càng phát triển, nhất là với những người trẻ như anh. Không nên ham rẻ khi mua hàng trên thương mại điện tử. Bà Trương Huỳnh Trúc Chi, giám đốc marketing của L'Oréal Việt Nam cho hay mỹ phẩm giả, mỹ phẩm kém chất lượng là một trong những mặt hàng được bán nhiều nhất trên thị trường hiện nay, trong đó có trên các trang thương mại điện tử. Nếu nhà cung cấp nào chỉ bán mỹ phẩm với giá vài chục nghìn đồng hoặc chỉ bằng 1/3 so với hàng chính hãng thì chắc chắn đó là sản phẩm nhái, hàng kém chất lượng. Người bán hàng này đã lấy hàng từ đâu đó hoặc là sản phẩm trôi nổi. Người tiêu dùng đừng quá chú trọng vào giá rẻ mà mua phải hàng hóa có nguồn gốc không rõ ràng, bà Chi cảnh báo. Bà Chi cũng lưu ý, thông thường mỹ phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng bao giờ cũng có logo hàng chính hãng từ công ty và các tài liệu thông tin chi tiết đính kèm về thành phần và hướng dẫn sử dụng. Hiện nay trên các trang thương mại điện tử có rất nhiều đối tác đang đăng ký bán hàng khác nhau, do đó chất lượng nguồn gốc hàng hóa cũng khá là khác nhau. Người tiêu dùng nên vào các cái gian hàng chính hãng trên những chợ thương mại điện tử này để mua hàng để đảm bảo quyền lợi của chính mình. Với sự phát triển của Internet, hình thức mua sắm qua các kênh thương mại điện tử đang ngày càng phát triển tại Việt Nam. Và theo báo cáo của Google và Temasek thì Việt Nam nằm trong top các nước có tỷ lệ tăng trưởng về thương mại điện tử cao nhất khu vực Đông Nam Á, với chỉ số của thị trường đạt mức là 33%. Năm 2017, tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử trong nước trên 25% và dự kiến con số này sẽ còn có thể duy trì trong 2 năm tiếp theo. Và tuy nhiên, khách hàng của cái hình thức mua sắm qua chợ điện tử này vẫn thường xuyên than phiền về hàng hóa, về chất lượng của sản phẩm, và vai trò của các trang thương mại điện tử trong quản lý đối tác vẫn là câu hỏi để ngỏ. Nghe từ ý kiến từ một số chuyên gia, một số các cái đại diện của một số cái nhãn hàng. Và bây giờ chúng ta hãy xem ý kiến của các bạn đọc như thế nào. Đầu tiên là ý kiến của bạn Thúy: tôi là một fan của Lazada, Shopee, Sendor. Mua hàng không giống như quảng cáo, nhưng mà khi đổi trả thì rất là phiền phức. Tôi thường đi làm và không có thời gian mua sắm, nên nghĩ có những cái chợ thương mại điện tử như này thì cũng rất là tiện. Có lần tôi mua một đôi giày ở Shopee, tôi đặt size 40 mà lại giao cho tôi size 42. Và khi tôi gửi email hỏi và những gì để đổi trả thì Shopee không trả lời, thì bỏ đi chứ làm gì mà mang được. Còn Lazada thì mua ba lô mua giày. Nói chung trước khi nhận hàng kiểm tra bị hư hỏng thì nên báo cho tổng đài, thì hôm sau nhân viên tới nhận đổi trả. Nhưng bây giờ lỡ sản phẩm bị hư mà cứ để bị ngắm thì đổi trả rất là phiền phức. Mà bây giờ lại đổi trả trên hệ thống, gõ gõ gỡ gỡ, đố ai mà đổi trả được. Cũng như là trên Sendor cũng vậy, nếu đã lỡ mua không đúng hay là sản phẩm bị hư thì cứ nhìn nó mà cười chứ làm gì được. Thật sự người tiêu dùng mới là người khổ, tiền mất và tật mang, nên mọi người cẩn thận khi mua, chọn mua hàng qua chợ điện tử. Ý kiến tiếp theo là của bạn Phạm Linh SPA. Bạn Linh có mua một đôi giày ở Sendor mà nhân viên giao hàng chỉ giao có một đôi, mà trên hóa đơn lại tính tiền là hai đôi. Do lúc giao hàng mình không có ở nhà nên nhờ đứa cháu lấy hàng hộ.
nó không kiểm tra nên nhận hàng và trả tiền. Sau đó tôi về kiểm tra và phát hiện bên trong bao bì chỉ có một đôi. Và tôi có liên lạc lại với Sendor nhưng không thấy hoàn trả tiền, vì bên Sendor có liên lạc qua điện thoại với tôi chỉ một lần mà tôi bận không nghe máy, nên để trả lại tiền cho bên nhà phân phối theo phản hồi của Sendor, tôi đành ngậm ngùi và cam chịu. Tiếp theo là ý kiến của bạn Nam. Ở đây, mình thấy mua trên Lazada thì họ giữ chỗ rất là tốt, dù món hàng giá trị là không cao, không tính phí vận chuyển. Còn trên Shopee thì thôi rồi, rất vô trách nhiệm các bạn ạ. Khách nào mua phải hàng fake thì khỏi khiếu nại. Nó không giải quyết nếu shop đó có lượt follow cao. Đừng về phía người bán mà hơn mà chỉ là người mua. Thủ tục thì đổi trả rất là phức tạp, phải tốn phí vận chuyển. Và người mua chỉ biết kêu trời hoặc là chấm một sao trên trang người bán hàng mà chẳng biết phải làm gì hơn và ôm cái sản phẩm fake về. Nói chung thì Shopee sản phẩm đa dạng và rẻ hơn Lazada, nhưng xác minh là mua luôn. Đừng nghĩ tới chuyện hỗ trợ khi có vấn đề về sản phẩm, xua 100%. Như vậy là chúng ta vừa điểm qua một chút một bài viết trên báo tri thức thực tuyến ring.vn có nói về các cái sản phẩm như là mặt hàng về thời trang, về mỹ phẩm, về giày dép. Rất nhiều các thương hiệu lớn như là Chanel, Adidas, Converse hay là các cái thương hiệu về mỹ phẩm như là L'Oreal. Thì đối với các cái sản phẩm chính hãng thì giá bao giờ nó cũng rất là cao. Ví dụ như là giày Converse, Adidas nó cũng phải rơi vào tầm 1 triệu đến 2 triệu. Và nhưng mà đối với lại trên Lazada hay là Shopee, Sendor thì chúng ta có thể dễ dàng mua được các cái sản phẩm với giá chỉ là vài trăm nghìn, 50, 80, 100, 150, 200 đều có. Thì rất nhiều người nghi ngại về cái gọi là nguồn gốc xuất xứ của các cái sản phẩm đó. Thì câu trả lời rất là đơn giản, nó ở ngay trước mắt chúng ta rồi. Một cái sản phẩm chính hãng không bao giờ nó có thể giá tới 100.000 đến 200.000 đồng được, mà tất cả các sản phẩm chính hãng nó giá rất là cao. Và những cái sản phẩm kia thì chắc chắn nó là hàng nhái, hàng kém chất lượng hơn. Tuy nhiên thì so với mà bằng chung ở Việt Nam thì cái thị hiếu mà ham rẻ, nói chung là muốn sắm được một đôi giày nó vẫn có nhãn hiệu là Converse nhưng mà nó có thể là fake 1.1, fake 1.2 đến fake 1.4 chẳng hạn, thì rất là nhiều người họ vẫn sẵn sàng bỏ tiền túi ra để mua những cái sản phẩm đó về. Vì sao? Vì nó rẻ. Và quay trở lại với câu chuyện hôm nay thì đối với những người mua hàng, khi chúng ta mua một cái sản phẩm, khi mà bấm nút chuột đặt mua thì hầu hết cho chúng ta đều đã phải có một sự băn khoăn rằng à, cái này nó rẻ, mình mua về, nhưng mà mình phải xác định trong đầu rằng nó có thể là hàng giả. Đó là một cái sự thử thách khi mà các bạn mua hàng trên các cái trang lớn như là Lazada, Sendor, Shopee. Và ví dụ như với cá nhân mình thì khi mua rất nhiều các sản phẩm trên các cái trang này thì điều đầu tiên mà mình đặt ra là mua một sản phẩm về, thứ nhất là nó phải có cái gọi là có cái đánh giá tốt từ người tiêu dùng, những người mua trước rồi. Đó là mình sẽ căn cứ theo cái lượt bình luận, lượt vote sao, và khi mua cái sản phẩm về để làm các clip review chẳng hạn, không muốn review những cái sản phẩm nó lỗi, cái sản phẩm nó không dùng được. Đó cũng là một cái kinh nghiệm của mình khi mà mua các cái sản phẩm trên Lazada, trên Shopee. Còn về bản chất rằng cái việc mua hay không mua đó chính là quyền của các bạn, chứ không phải ai bắt các bạn mua cả. Mình đã muốn mua cái sản phẩm rẻ thì mình nhiều khi mình cũng phải chấp nhận là cái sản phẩm đó là sản phẩm nhái. Tuy nhiên thì về mình nghĩ rằng thì cái sản phẩm kể cả nó nhái mình nghĩ là vẫn sử dụng được, nhưng mà cái hạn mức sử dụng của nó chỉ đến một thời gian nào đó thôi. Đó cũng là một cái điều mà chấp nhận khi mua rẻ. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Nếu clip mang lại nhiều thông tin bổ ích và nghĩa thì các bạn nhớ subscribe ủng hộ kênh và chờ đón các video tiếp theo, các chủ đề nói về Lazada, Sendor, Shopee. Ok, xin chào.